Ngay từ sáng sớm, dọc trục đường thanh niên Nguyễn Đình Thi, nô nức tấp nập người dân qua lại. Tại sân khấu chính nơi vườn hoa Lý Tự Trọng có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng hàng trăm vận động viên đang háo hức trước giờ tranh tài. Tiếng trống của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong không khí tưng bừng, rộn rã đã chính thức khai mạc lễ hội. Trong thời tiết se se lạnh, lất phất những hạt mưa xuân, ông Nguyễn Tất Minh, 71 tuổi, nguyên bí thư đoàn phường Yên Phụ, đang cùng vợ theo dõi những cuộc tranh tài hấp dẫn tại lễ hội. Ký ức xúc động của hơn 40 năm về trước lại ùa về khi chính ông là người dân đội thuyền nữ Yên Phụ tham gia giải đấu này. Hôm nay gặp lại cái cảnh này, nhớ lại mấy chục năm trước cũng rất là cảm xúc và vinh dự, coi như là mừng đất nước, coi như là ngày xuân ấy, là rất là vui. Đấy, và hồi hộp là nhớ lại những cái kỷ niệm cũ. Riêng thành phố Hà Nội ấy, thì có 4 đội nam và 3 đội nữ. Thường đội chúng tôi ấy là thua cái đội chuyên nghiệp ở Yên Sở, toàn giành giải nhì và giải ba. Mừng nhất ấy là mở rộng tới quốc tế, cho đất nước ta ấy, là ra thế giới, cho mọi người biết rằng là Việt Nam trong hòa bình, và đồng thời là tổ chức cơ hội như này rất là quý. Trải qua nhiều năm, lễ hội bơi trải thuyền rồng Hà Nội không ngừng phát triển, mở rộng và trở thành ngày hội đầu năm hấp dẫn, sôi động, thu hút không chỉ người dân thủ đô mà còn du khách quốc tế. Tôi cảm thấy bầu không khí ở đây rất vui vẻ và tuyệt vời. Thật thú vị khi tôi đến đây tham quan, du lịch và được theo dõi tận mắt những vận động viên thi đấu. Hy vọng tôi sẽ được thường xuyên theo dõi giải đấu này. Không chỉ nâng tầm về chất lượng mà số lượng đội đua cũng gia tăng đáng kể. Giải năm nay quy tụ hơn 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự, gồm 2 đội nam, 6 đội nữ thuộc nhóm thi đấu chuyên nghiệp, 9 đội nam, 6 đội nữ thuộc nhóm phong trào, 10 đội hỗn hợp nam nữ đến từ các đại sứ quán, tổ chức và doanh nghiệp. Đặc biệt, giải còn có sự tham gia của 4 đoàn quốc tế gồm Malaysia, Hồng Kông Trung Quốc, Singapore và Lào. Tôi rất hồi hộp và lo lắng, nhưng cũng rất vinh dự khi được tham gia vào giải này. Trong thời gian tập luyện chuẩn bị cho giải đấu, chúng tôi đã đăng rất nhiều những hình ảnh trên trang mạng xã hội. Gia đình, bạn bè của tôi rất tò mò muốn được tìm hiểu về thuyền rồng, nên tôi nghĩ đây là điều kiện tuyệt vời để chúng tôi chia sẻ với các bạn nước ngoài về môn đua thuyền truyền thống của Việt Nam. Năm nay so với giải đua thuyền năm ngoái, thì chúng tôi thấy là rất quy mô và đi vào rất là quy củ. Cái thứ nhất về trọng tài, và cái thứ hai nữa về các đội ngũ bơi là lần lượt xếp hàng đi xuống trải. Chúng tôi rất mong muốn là Hà Nội lại tổ chức để cho tất cả toàn đất nước Việt Nam tụ lại đây và cũng là hưởng một cái niềm vui đầu xuân. Lễ hội bơi trải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2019 đã góp phần khôi phục và lưu giữ môn thể thao truyền thống của đất nước, khuyến khích cổ vũ những người có niềm đam mê với môn đua thuyền. Ngoài ra, đây còn là dịp để quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch cho thành phố Hà Nội với bạn bè trong nước và quốc tế.